Trên cái kênh YouTube này tôi đang dạy về truyền thông như nào? Người giỏi nhất trong ngành kinh doanh của bạn đang làm truyền thông như nào? Những cái người thành công nhất của đất nước này, những người giàu có nhất đất nước này, họ đang làm truyền thông như nào? Bạn đang làm truyền thông như nào? Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện kinh doanh trên kênh YouTube của Phạm Thành Long và ngày hôm nay Cúc Minh cùng với luật sư diễn giả nhà huấn luyện kinh doanh Phạm Thành Long sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề đó là truyền thông đối với sự phát triển của doanh nghiệp vâng xin cảm ơn luật sư phạm thành long đã đến với chương trình xin chào nhà báo quốc minh và xin chào khán giả của kênh youtube phạm thành long à, thưa luật sư phạm thành long nói về truyền thông thì hầu như tất cả các doanh nghiệp ở đất nước việt nam cũng như trên toàn thế giới đều rất cần trong trạng đường phát triển kinh doanh của mình tuy nhiên lúc nào thì chúng ta cần đến truyền thông và lúc nào thì chúng ta tạm lắng cái truyền thông xuống bởi vì có một vấn đề đặt ra như thế này khi nói đến truyền thông thì nói đến một cái khoản ngân sách không phải là nhỏ và vâng, điều đó nó ảnh hưởng đến cái tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Vậy thì dưới góc độ là một nhà huấn luyện doanh nghiệp, anh đánh giá như thế nào về giá trị của truyền thông đối với sự phát triển của doanh nghiệp và khi nào thì chúng ta nên tăng tốc sử dụng truyền thông? Vâng, tôi cho rằng là là cái kinh doanh nó rất là quan trọng. Kinh doanh là như như trong cái video trước chúng ta đã nói với nhau là là nếu mà làm kinh doanh trên online thì bạn phải xuất hiện ở trên cái màn hình điện thoại của họ đúng không ạ? Và nếu mà trong cuộc sống này kinh doanh offline thì bạn phải xuất hiện ở trước mặt họ thế thì truyền thông giúp chúng ta mang chúng ta đến với gần gũi với khán giả chúng ta truyền thông giúp chúng ta mang chúng ta đến với gần gũi với khách hàng của chúng ta cho nên nếu mà nói là không truyền thông thì làm sao mà chúng ta làm kinh doanh được nên là tất cả các hoạt động về cơ bản trong cái hoạt động của doanh nghiệp cái gì thế thôi cũng là đều là truyền thông hết chỉ vì chúng ta chỉ coi rằng là truyền thông chính thống tức là truyền thông qua cái kênh truyền hình thông qua kênh báo chí thì mới gọi là truyền thông thì hôm nay tôi cũng có lẽ là chúng ta sẽ hiểu rằng là à qua bất kỳ cái điều gì mà mang chúng ta gần gũi được với khách hàng thì đấy cũng có thể là truyền thông và khi nào chúng ta tăng tốc thì cũng là một cái yếu tố rất quan trọng là bạn có thể xem lại cái video lần trước chúng ta nói ở đây về cái vòng đời của sản phẩm thì cái, cái lúc mà cần tăng tốc nhất đấy chính là cái lúc mà tung sản phẩm ra mắt khi mà sản phẩm mới ra mắt hoặc là chuẩn bị ra mắt sản phẩm thì có lẽ đó là lúc mà chúng ta cần cần nhiều nhất đến truyền thông vâng và, và có một cái vấn đề như thế này thưa luật sư phạm thành long các doanh nghiệp ý, là đôi khi rơi vào một cái trạng thái là như thế này mà chúng ta hay nói là khủng hoảng truyền thông à. rõ ràng là truyền thông có giá trị rồi nhưng mà sẽ có rất một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng truyền thông có những doanh nghiệp là do vì sai phạm một cái gì đó cũng dẫn đến khủng hoảng truyền thông có những cái doanh nghiệp mà à, cái sản phẩm của họ bị à, nhận những phản hồi tiêu cực của thị trường cũng rơi vào khủng hoảng truyền thông và họ bị dối bời trong một cái mớ bòng bong đó không biết nên xử lý khủng hoảng truyền thông như thế nào Vâng, à, anh có thể tư vấn đôi chút về vấn đề này đối với uh, quý khán giả của chúng ta. Vâng, tôi cho rằng là cái việc mà mà doanh nghiệp mà không gặp khủng hoảng truyền thông ấy thì chẳng qua là doanh nghiệp nó bé quá. Nó là không ai quan tâm và thực ra nó nó là không ai quan tâm. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái độc chúng ta có một lượng khách hàng đủ lớn và chúng ta nhận nhận được một cái sự đón nhận nhất định của công chúng ấy, chúng ta có một cái sự ảnh hưởng nhất định của công chúng thì thì cái việc mà gặp phải khủng hoảng truyền thông ấy nó là cái việc khó tránh khỏi doanh nghiệp nào cũng có cần phải có đôi ba lần để mà trưởng thành hơn thế thì thứ nhất là thế này cái luật pháp của chúng ta về kinh doanh hoặc là luật pháp nói chung nó quá nhiều thứ để mà để mà một cái buộc cái người mới kinh doanh có thể trải nghiệm được biết được hết tất cả những điều đó mặc dù là có thể là có luật sư đấy nhưng mà có thể chưa chắc đã biết hết lỗi về quảng cáo lỗi về bao bì lỗi về sản phẩm nhiều thứ ở trong đấy rồi về quy trình sản xuất kinh doanh chúng ta làm sao chúng ta đảm bảo chắc chắn là mọi thứ nó không có rủi ro ở đấy được rồi là chúng ta có khi chúng ta còn thuê đối tác bên ngoài cái lỗi thuộc về đối tác hay sao thì những cái chuyện mà gặp phải lỗi Là cái chuyện khó tránh khỏi Mà lỗi cho một cái doanh nghiệp đang tăng tốc, đang phát triển Thì cũng có thể có rất nhiều cái nguồn Ví dụ như đôi khi chỉ là sự quan tâm của công chúng Nhưng nó cũng có thể là do mạng xã hội Với sự lan tỏa rất mạnh của mạng xã hội Như bây giờ là mọi người cứ bấm xe liên tục mà trong một cái bài viết khác thì tôi đã nói về là con người ta nghiện nỗi đau thấy nỗi đau của đồng loại người ta lại càng xe mạnh hơn thì đấy cũng là một cái yếu tố mà gây ra chuyện khủng hoảng truyền thông Thế còn cái yếu tố loại không loại trừ nữa là đó là chơi chơi xấu chơi bẩn của đối thủ thì cái chuyện này cũng không biết được, Nhưng cũng có thể có ở trong thực tiễn như vậy thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái khủng hoảng của truyền thông và với cái tốc độ của internet nhà nhà làm báo người người làm báo như bây giờ thì thì nó càng mạnh mẽ hơn rất là nhiều cái tốc độ lan truyền có thể nhanh chỉ trong vòng vài phút là có khi đã trở thành mối khủng hoảng rồi và nói về giữa truyền thông và doanh nghiệp thì chúng ta thấy rằng trên thực tế thì có những doanh nghiệp rất quan tâm đến cái vấn đề truyền thông cụ thể ở đây là truyền thông chính thống chúng ta nói như vậy tuy nhiên thì có nhiều doanh nghiệp cá nhân tôi thì cảm tưởng như là họ không quan tâm, họ không quan tâm, có thể là vì lý do rằng là họ không có đầu nguồn, vâng. nhưng mà cũng có thể họ coi rằng là truyền thông chả để làm gì khi hàng của mình vẫn bán được. Vâng, vâng. cái quan điểm đấy có có chính xác không hay? vâng Tôi cho rằng là thế này, à, tôi có một cái bài video đã nói về cái cái cách mà chúng ta nghiên cứu các cái chiến lược, thì có có bốn cái cách để nghiên cứu cái chiến lược và và sau khi mà bạn trả lời ngay bây giờ có thể là truyền thông đi trong cái video này chúng ta đang bàn về vấn đề truyền thông nhưng mà bạn có thể trả lời bốn câu hỏi này trong các lĩnh vực khác có thể là quảng cáo có thể là tiếp thị có thể là nhân viên có thể là công nghệ có thể là đổi mới có thể là kinh doanh online có thể là marketing hoặc bất kỳ cái gì hôm nay chúng ta, ta tiếp cận với góc độ là bàn về cái đề tài truyền thông thì có bốn câu hỏi bạn cần trả lời thứ nhất là ông thầy bạn cụ thể ở đây là hôm nay chúng ta đang học ở trên này thì ở trong cái kênh youtube của phạm anh đi đơn giản là phạm Long đã dạy cái điều này như nào tất cả những cái bước để làm cái điều này như nào về truyền thông Đấy. cái thứ hai là cái đối thủ mạnh nhất trong ngành kinh doanh của bạn, cái người mạnh nhất trong ngành kinh doanh của bạn đang làm truyền thông như nào? Và cái điều thứ ba là cái các cái doanh nghiệp thành công nhất đất nước này Việt Nam này, các cái doanh nghiệp thành công nhất đất nước Việt Nam này, họ đang làm truyền thông như thế nào? Và điều thứ tư mới hỏi là bạn đang làm truyền thông như thế nào? Thế thì tôi nghĩ rằng là bây giờ bàn về cái chuyện là cần hay không cần thì chỉ cần trả lời bốn cái câu hỏi này. Trên cái kênh YouTube này tôi đang dạy về truyền thông như thế nào? Người giỏi nhất trong ngành kinh doanh của bạn đang làm truyền thông như nào? Những cái người thành công nhất của đất nước này, những người giàu có nhất đất nước này, họ đang làm truyền thông như nào? Bạn đang làm truyền thông như nào? thì tôi tin chắc rằng tất cả những khán giả ở kênh YouTube Phạm Đình Long sau khi trả lời xong bốn câu hỏi này thì sẽ nhận ngay lập tức được câu trả lời cho cái câu hỏi vừa rồi của anh sẽ đánh giá được truyền thông giá trị như thế nào. Vâng, ở à đấy thì chúng ta phải và mọi khía cạnh nhá Từ nay trở đi các anh chị cứ hỏi là bây giờ cái này có làm được không hay không không thì đấy bốn cái câu hỏi vừa rồi cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái ma trận, một cái tập hợp, một cái tổ hợp của những cái việc mà tất cả mọi người đều làm và tổ hợp của những cái điều là những người xuất sắc họ làm mà những người khác không làm thì ở đây chúng ta sẽ có mấy câu trả lời là quyết định là có làm hay không sau khi mà mà trả lời xong bốn câu hỏi này tôi tin, 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 chắc rằng là bạn không thể phủ nhận được cái vai trò của truyền thông thế còn ở đây thì có cái là là tại sao họ không làm thì chúng ta cũng phải hiểu rằng cái này thứ nhất là do cái thái độ thờ ơ chỉ biết một mà không biết 10 người ta chỉ biết cái việc của ta thôi ta chỉ biết cái việc kinh doanh người ta chỉ biết là à sản xuất ra sản phẩm thật tốt để mang ra bán thế thì do thời gian do trải nghiệm thì cuối cùng bạn cũng phải tìm đến truyền thông thôi làm sao được ạ cái điều thứ hai ở đây là do là mình không có kinh nghiệm cái việc này thì có trải nghiệm đi thì sẽ biết nên là trả lời bốn câu hỏi là các bạn sẽ thấy cái vai trò của truyền thông thế ở đây là cái chính là mình sẽ phải làm thế nào đối với cái việc này thì thì đấy cũng là cái điều mà tôi tin rằng là khi bạn bắt đầu quan tâm thì bạn sẽ tìm được câu trả lời là làm thế nào để mà để mà có cái mối quan hệ với truyền thông vâng thưa quý vị và các bạn những chia sẻ vừa rồi của luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp phạm thành long cũng đã phát họa đôi nét về giá trị của truyền thông đối với sự phát triển của một doanh nghiệp chúng tôi hy vọng rằng cuộc trao đổi ngắn với luật sư diễn giả phạm thành long sẽ góp phần giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về giá trị của truyền thông đối với sự phát triển của doanh nghiệp rất nhiều video của phạm thành long nói về vấn đề này đừng quên xem chia sẻ và nhấn nút chuông xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình câu chuyện doanh nhân khác và nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào à, hoặc bất kỳ trao đổi nào cứ comment bên dưới video và chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của các bạn phạm thành long xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo